vô cho thầy anh những cái pha xử lý với thầy anh. Vâng ạ. Ôi, đấy. Không kia chết đâu vô. Không đâu, chạy đâu vô. Kìa, ơi nhồi ơi, đâu sao không bắt được. Ừ, nhầy. Ai kìa. Ô kìa. Ôi trời. Hello tất cả mọi người nhá. Buổi sáng hôm nay lại như các buổi sáng mỗi ngày mọi người ạ. Anh em mình lại tiếp tục cái cuộc hành trình ra đồng để săn bắt. Có chuột thì anh em mình bắt chuột, mà có rắn thì anh em mình sẽ bắt rắn. Hiện tại thì Thư Vlog đã tìm thấy một cái lỗ khá là đẹp. Đặng Chiến TV thì đang tìm lỗ thông hơi rồi. Có rắc ấm được. Hay đấy. Quay đi đánh vò cho. Có chuột vò xử lý được. Vô cho thầy anh những cái pha xử lý với thầy anh. Vâng ạ. Ôi đấy. Không kia chết đâu vô. Đấy. Đây. Đang trong này. Đang trong này đây. Sờ tay vào, chặn vào. Đấy nó chạy đấy, sờ tay vào. Đấy nó xuống dưới rồi. Xuống dưới rồi. Ra sớm nhỉ? Không, chưa chưa bắt được. Nó đang dưới tảng đất đấy. Đây nó còn thoát rồi, ra đây. Đây thì nó còn thoát rồi. À có lỗ không ạ? Ôi đời nó. Ô kìa. Ôi giời ông Chiến kìa. Để anh im trên đây. Đây, chặt đầu. Cua có. Cua. Cua dưới lên. Rồi, chịt cái gì găng tay đâu. Không mà việc cái gì mà thủng cái máu. Nó rồi chứ. Ui. Chiến nó găng tay rồi còn á. Cũng giật văng được. Chiến giật văng được cơ mà. Chiến nó giật ra, nó cắn ông giật ra chứ. Cắn này cắn chảy máu luôn đấy. Trước thôi, riêng găng tay anh đeo em biết rồi. Nó trùng đàn yên tâm kiểu gì cũng chảy con nữa. Anh đứng đầu dưới này. Bí mất còn. Bí mất còn. Hết lỗ rồi, chuột mới phi ra rồi. Đừng có toán nó rồi. Chán Chiến quá. Bạn sự khởi đầu năm ông cái đắt ông nương bồ là con đi giật ra. Ông giật ra nó cắn ông giật ra văng ra. Mình đang cầm tay nó đang cầm tay vào nhìn nó cắn đầu nó văng ra. Đang tranh lập công tí có gì. Chiến. Chí phá thì. Liêng chạy ra. Cái cái. Tiệt thêm chuẩn thêm. Nó đẹp đấy, nó còn nó đẹp đấy. Không, con chuột nó ra bất ngờ quá. Nó ra bất ngờ. Chưa chuẩn bị. Mình đang chấm gió. Mình đang chấm mạnh. Thì nó ra. Ta nhanh thật. Này nướng chưa bảo tôi. Để tôi. Không, không đúng không? Tụt luôn nha cả. Mình đang chấm mạnh quá. Đang chấm gió mạnh thì nó ra. Đấy nó chuột bằng chân. Chết thì không cần chạy. Bây giờ nó chạy tôi bắt bằng chân luôn. Chiến gọi. Nương đẹp tay rồi, Chiến xô tay vào đầu nó. Bắn nó, ông văng ra phát. Ôi kìa, ôi kìa. Ôi đâu, đâu. Đương sao bắt được. Ôi nhầy. Ai kìa. Ôi kìa. Ôi kìa. Ôi kìa. Ôi kìa. Ôi sao ăn được thành hai tay rồi. Rồi. Ôi kìa. Cắn việc cái gì. Được. Thầy nương này nó vô hơi ác ấy. Thôi, bẻ răng không quay vào cái bẻ răng nữa. Đầu nữa chỗ nào vậy. Người đây rồi, tôi bịt rồi. Ở đây à? Ở đây. Lấy bịt luôn đi, bịt luôn lại đi. Ui vậy lỗ này mấy con rồi, cửa đàn này. Ba con rồi. Người thấy vui không? Mà kiểu gì nó khó bẻ luôn. Sướng nhỉ? Cho người xem cái mồm này. Hình chưa? Răng ái, ái cái nữa. Đem cầm túi vào, này cầm. Mở túi ra.
hai tay hai con mới đẳng cấp chứ. Hai tay hai con nó mới đẳng cấp chứ đây mọi người này, thấy không? Mấy con đấy nhỉ? Ba con mà như ra được 4 con. Ba đồng ý được 3 con rồi. Kiếp ông Vũ rồi nó phan rồi. Ngon thì chuột thì hơi bị ngon rồi đấy mọi người. Chuột đồng không có hạch. Hai tay hai con đẳng cấp. Ôi con này. Để bên này để nguyên cặp. Thôi quay gì vậy? Đánh ngừng một tay. Thôi. Sao vậy nhiều khe? Đây. Đùa đang chiến. Hai anh em chuyển nhau đưa nhau nhưng cầm tụt con áo. Đang chiến sợ chuột. Nói chung đang chiến sợ chuột. Em sợ con tí thì lắm. Sợ con tí thì lắm. Đi bắt tí mới sợ tí. Kéo đây phải tụt rồi đấy. Ui rạng ấm lắm. Ui đàn anh em ơi. Chưa biết được không ạ? Chưa biết được đâu, 3 con thôi, chưa? Mùi lạc ấm nhây. Lạc ấm nhây. Lạc quá ấm luôn. Ui, đóng tút tột luôn. Thôi rồi đào đi. Nãy tay mình này. Lạc ấm tút tột này. Ba chuẩn thì luôn nhỉ? Ba chuẩn giờ xảy 1 đúng không? Ai có đuôi nữa? Đâu, đâu, đâu? Chuẩn bị vô. Đâu, vui đâu? Vui đâu? Chạy 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 đuôi rồi. Đuôi rồi, đuôi rồi. Đây, đuôi đây rồi. Đuôi rồi. Đuôi con chuột thôi. Ui, con này có cái bao không ạ? Ừ, có bao. Con này em sẽ lập công cho anh xem. Lập công đi. Tại sợ cắn thấy bỏ ra không ạ? Ôi, con đi kì kì từ đâu? Kì từ đây, con chuột mình vừa bắt chứ. Anh bỏ rồi, nó là. To to rồi. Sợ nó vào người nó. Không, ta phanh một phanh trong cái đồ rồi. Đây. Cái đuôi. Nó lại chạy trong rồi. Lại chạy trong rồi. Trong có lúc thôi đây không? Đây này, thông hơi vít đây này, chuột ra đây này. Đây này, thôi đây này. Đây lũ khác. Ngắt lên đây, phanh một người nó. Ui rồi đây phanh một người rồi, phanh rồi rồi. Ôi, ôi con rắn rồi. Con rắn rồi. Đầu con rắn à? Ôi rắn. Đầu rắn rồi. Đầu rắn rồi. Chứ đầu luôn á. Đầu luôn rồi. Đầu luôn rồi. Rồi. Thôi phí rồi. Cái lỗ nó đây mà. Thôi thôi thôi. Không rồi. Này con rắn này rồi nhưng mà. Rắn đây rồi thôi. Bổ lỗ này xem có con chuột nó đâu anh. Tôi bổ lỗ rồi. Không phải có chuột đã bị ngay cái lỗ đấy. Chí nhỉ, con rắn chặt. Nó không chặt vậy. Nó nổi lên. Nổi lên thì từ từ. Nó chặt của mình ai rồi chứ. Ôi nó ăn 2 lỗ xuống người. Không rút con rắn lên cho tôi cái để tôi bổ cho nó sướng đi. Chỉ khả năng nó ngoái nó cắn được nhá. Ngu đấy. Cụt rồi. Không cụt nó không vẩy tay nó cắn được ra nó không ngoái nữa. Đấy, cầm đấy chả cắn. Đấy lấy gọi đây. Con rắn nó cụt đầu nhưng vẫn cắn được mà. Ý con rắn mọi người. Cụt đầu nó còn đâu. Con rắn vào đang cuộn. Nặng hết rồi. Ở ngoài không quay vào đấy nữa. Hết chuột thôi. Không phải đáng lại. Hết chuột rồi. À cái lỗ kia. Đi anh em lên lỗ kia đây. Mọi người thì bây giờ anh em mình sẽ lên cái lỗ trên mọi người nhá. Đây phí mất con rắn hổ mang. Phí mất con rắn hổ mang mọi người. Thì có lẽ là cái video của mình sẽ kết thúc tại đây thì mọi người xem video nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ anh em nhá. Chào mọi người nhá.